người ra còn có hai. Nào chúng ta cùng luyện giọng nào. Chị ơi, chị bây giờ cho bọn em luyện thanh mà đấy đâu, em đâu có đủ trình độ cho nhóm luyện thanh đâu. Không phải sở trường của em. Em chỉ biết hát là may rồi. Bang chủ ra luyện thanh đi. Đấy, tròn 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 tròn. Thôi thôi, đứng lên, tất cả đứng lên. Chị ơi. Ôi ơi. Làm mẫu nhá. Dạ. Xong rồi đếm đến 5 rồi tạ lại lấy hơi. Ok. Ngáp này. Bé một nửa, 2, 3. Luyện thanh mà có cả bè nữa, yêu choáng. Luyện thanh có cả bè. Choáng ngợp ấy, bởi vì cùng một lúc mà ba chị Đại bước vào. Cả ba chị Đại đi vào cùng một lúc thì Linh nghĩ chắc không chỉ có riêng Linh mà mấy bạn kia là cũng hú hồn. Trời ơi, cảm giác như ba vị thần bước vào, gọi là rớt nước mắt luôn. Không thể tin được là show Chị Đẹp có thể mời được chị Hồng Nhung. Wow, chương trình hay đấy. Wow, sao khua ngầu vậy? Oh my God. Em không nghĩ là chị luôn. Thấy mọi người đã đủ xịt keo rồi, thấy ba chị ra nữa xịt luôn. Chị là người mà em không thể nào nghĩ ra được, chị ơi. Đúng không? Không nghĩ ra được. Không thể nào nghĩ ra được. Nhưng mà thấy biết chị xinh không? Quá xinh. Luôn xinh mà xinh. My idol. Em chính là em tới bất ngờ cho chị. Chị bất ngờ cho em. Trời ơi. Trời ơi chị. Và em tấm vật à. Ừ rồi. Chị Linh, chị chịu chơi với tụi em hả? Trời, chị chịu chơi với tụi em. Trời, chưa đến đây để học hỏi mà. Này, dậy chị nhảy này. Dạ. Em chào chị ạ. Em chào em, chào em. Em chào chị ạ. Hèn chi mà chờ ba người lâu thế. Ồ, khổ quá. Chờ mấy tiếng hồ. Ừ, thương lắm, biết rồi. Phải tập hợp ba người. Thôi thì cuối cùng gặp nhau vui. Có vui, quá trời vui. Đúng là bất ngờ sợ. Có cả Henne à? Chị! Có cả Henne à? Vâng, em chào chị à. Ôi trời ơi. Wow, đẹp quá Henne. Dạ, em chào chị. Có bất ngờ? Quá bất ngờ chị ạ. Chị ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi, vui quá chị ơi. Đúng rồi, sẽ siêu chứ. Phải vui chứ. Chị ơi, chị, bọn chị đi thi này, bọn em đi về đây. Ôi không, em chưa. Chị phải là leader của mình chứ sao này phải. Này nhá, bọn chị sẽ phải bị xếp vào đội nhảy.
thì bọn em mới thấy bọn chị trông thương như thế nào. Bọn chị trông rất đáng thương. Không, thật mà. Eo vui thế nhở? Ngày đầu vui phải đến ngày cuối vẫn vui nhá. Không chị nào được giận ghét chị nào đâu nhá. Chị đừng có mắng bọn em là được. Chị đã bao giờ mắng ai đâu. Này giống như cô giáo vô là nguyên cả lớp đứng dậy luôn à. Đâu ạ, chị hiền nhất luôn. Em là áp lực từ buổi sáng này chị. Ca sĩ bước vào là mình áp lực. Ca sĩ bước vào là áp lực. Cuối cùng đi ba bước vào rồi ngủ luôn. Không còn gì để áp lực nữa. Dạ. Người vui nhất thế giới là chị. Bạn này như búp bê. Tên đó là baby mà chị. Baby đấy. Trông không nghĩ có em bé. Bếm cái quay một vòng. Đấy. Ôi trời. Đấy, biểu diễn luôn một tiết mục đã. Vui lòng lựa chọn một vị trí ngồi. Tám xong chưa? Tám rồi. Rồi. Xin mời mọi người ngồi vào ghế nhá. Mọi người ngồi vào ghế à? Thôi chị ngồi cạnh đó anh. Alala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quanh Show và ứng dụng Alala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.